theo dõi chương trình Quán Bốn Mùa. Bên cạnh việc mang đến cho quý vị những món ăn ngon và bổ dưỡng, thì chương trình còn cố gắng mang đến những món ăn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Đó là những câu chuyện thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và câu chuyện của chương trình kỳ này có tên gọi là Chán Cơm, Thèm Đủ Thứ của tác giả Thế Cương. Mời quý vị cùng theo dõi. Cái gì vậy? Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Buông tay tôi ra, nắm hoài làm sao mà đi. Đủ nắm đâu. Bà nắm đau muốn chết. Trời ơi, trời ơi, quên. Bà biết tôi mà. Yếu đuối. Biết. Mong mạnh. Dễ vỡ. Biết. Xa bà mấy ngày sao chịu nổi. Rồi, nhớ lắm mà. Đi lên chợ anh thăm con chứ có cái gì đâu mà khóc. Nè, đi lên thăm thằng Tư Lành á. Có mình nên nè, phải giữ gìn sức khỏe nha. Bà ở nhà cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe nè. Tôi đi lên sảnh xong rồi tôi điện thoại về cho bà. Để cho bà đừng có lo ha. Rồi được rồi, đừng có khóc nữa. Không khóc tôi khóc tèo gì thôi. Bà đừng có khóc mà. Tự nhiên bà khóc sao chịu nổi. Không khóc nữa. Rồi đi nha. Đi ông Quang đã nè. Ông hay bị đau đầu cho nên là cầm theo cái chai dầu này nha không? Để trái gió trở trời rồi sức chứ lúc mà nhức đầu thì người ta sức lên đây nghe không? Nhớ rồi. Tôi bỏ vô vỏ cho nhớ nha. Nhớ rồi. Bà đi mạnh giỏi hả? Thôi đi đi. Đi mạnh giỏi hả trời ơi. Bỏ vỏ đi. Ủa? Nè. Tôi đi mà. Không đi. Tôi đâu? Trời ơi, con tự nhiên rối à, thiệt tình à. Bà không chịu nổi à. Thôi được rồi, đi đi. Cứ đứng vậy hoài chắc phải sáng. Bây giờ đếm đi. Đếm 1, 2, 3 đi. Mới đi đành lòng. 1 2. Tư Lành. Tiếp nè. Trời ơi. Tiếp. Đi lên thông điện con tiếng gai bánh xe đón tiếc. Trời, điếc đi chỗ này bệnh chết trời nắng nôi. Đường xa nắng nôi quá vơ, gọi bay chi để bắt con bay đi đón mệt. Dạ. Ờ. Tiếc, má con đâu? Cái gì tiếc? Má con sao? Má con bệnh hả? Nhớ mà. Tiếc, con này thấy dạo này tiếc ốm lắm nha. Bị nhức đầu á, nhức đầu mãn tính cho nên là mới đi lên thành phố này á, kiếm vợ chồng con coi chỗ nào chữa bệnh cho tía. Má cũng tệ ghê. Má đó con nhức nữa má nhớ. Thôi, nhớ nữa rồi. Ý con nói là ấy á, tí nhức đầu á điện cho một tiếng có lo chuyện bác sĩ rồi cho tía đàng hoàng. Ấy tệ ghê á. Nhưng mà ấy là ai? Là má đó. Dạ con xin lỗi tía, con xin lỗi tía, ngàn lần xin lỗi tía. Bây giờ là tía lên đây để con lo cho tía, được không? Nhưng mà hồi nãy giờ vô thấy có một người, còn người kia không có thấy, vợ á. Vợ con nó đang làm dưới bếp á. Em ơi, em. Ơi. Coi ai lên nè. Ôi, tía. Con. Tía mới lên hả tía? Tía mới lên. Tía khỏe không tía? Tía khỏe. Má con sao rồi tía? Gì vậy? Má làm sao hả tía? Nhắm tới nữa. Thôi, nhớ vợ. Đừng có nhắc má, mắt nhắc má mỗi lần là tía nhớ thì không. Tôi bị hỏi má chứ. Vợ con hỏi ấy á, ấy của tía khỏe không? Khỏe. Ấy khỏe là vui rồi. Thôi bây giờ sẵn dịp tía hôm nay lên đây á, thì coi như là vợ chồng con sẽ lo vấn đề mà cơm nước ha. Tía ở chơi chơi vài ngày với tụi con nha. Nhưng mà sao mà con ốm dữ vậy hả? Đâu có. Tía nói vậy á, tội nghiệp chồng con tía. Anh thương con dữ lắm, thương lắm tía. Cái gì ngon á, anh cũng mua cho con hết trơn. Ngon thấy không? Thấy không? Con trai của tía mà. Nhưng mà trước khi ăn á, là anh ăn hết rồi. Rồi á, mập như heo gì đó. Còn tía coi con nè, riết rồi thành siêu mẫu luôn á tía. Siêu mắm chứ mẫu gì. Đó, vừa. Chuyện là sao đâu kể con nghe coi. Tại sao là phải, cái gì cũng phải ăn hết, không cho nó ăn là sao? Chuyện là vậy, con nói tía nghe. Bây giờ đi ra đường á, vấn đề ăn uống á, cái vệ sinh mà đặt lên hàng đầu. Mà tía biết rồi đó. Con à, con làm trong cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Con là người biết toàn bộ ha, cho nên con phải kỹ lưỡng những chuyện đó. Bây giờ tía lên đây, con nói với vợ con là phải chuẩn bị những cái món ăn gì cho nó vệ sinh đàng hoàng, chứ không ra đường ăn tùm lum la nữa, nó ngộ độc thực phẩm ha. Trời đất ơi, tía không phải cái gì cũng phải ngộ độc đâu đúng không tía? Cần phải có cái này cái kia chứ. À biết gì mà nói hả? Sao không biết? Biết cái gì? Tôi làm ở y tế là về vệ sinh an toàn thực phẩm nè. Tôi rành mắt mà. Rành cái gì? Tôi sao chẳng rành cho rành hơn bà hả? Mình cứ cái bây giờ tôi nói bà nghe, cái chuyện quyết định là ăn uống là tôi quyết định cho bà không phải bà. Thôi đi, ông đừng có áp đặt quá nghe chưa? Áp đặt cái gì? Hả? Quá đáng lắm á. Bà quá đáng. Đừng cãi nữa, tao thấy mày hoàn cảnh mày làm, mày nói hơi quá. Quá gì quá? Gì phải nói gì phải gì? Chửi, nói vậy tự nhiên, chửi nữa. Dạ, không có vợ ở đây, ăn hiếp. Con xin lỗi tía, không phải tại con nóng, rồi con lỡ miệng. Bây giờ hôm nay à, sẵn dịp tía lên đây rồi, thì con quyết định vậy. Tía là người cao tuổi rồi, lớn tuổi rồi, vấn đề ăn uống cho nó phải là nó chất lượng với lại là vệ sinh phải không? Tía phải ăn những cái món thực đơn mà do vợ chồng con quyết định, chứ đồng ý không? Đồng ý chứ họ không có dám cãi. Có gì đó, rồi sau này con điện thoại cho má lên mà ở đây má nữa hoài biến điểm yếu nhắc hoài ấy được chưa? Dạ tụi con mời cơm. Dạ vợ chồng con mời tí ăn cơm mà không có món khác hả? Ngày nào cũng tàu hũ rồi sao muốn với nước tương? Dạ không phải là vợ chồng con Tuyết kiệm tiền với tía, nhưng mà vấn đề lo sức khỏe của tía, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, những cái thứ mà ở ngoài đường nó quán là nó... Thôi đủ rồi, tôi hiểu rồi. Ngày nào tôi cũng nghe cái giọng của cậu nói là tôi chịu hết nổi rồi, hiểu không? Cái gì mà vệ sinh an toàn thực phẩm rồi cho tôi ăn mấy cái món này riết rồi, đó coi làm sao tôi chịu nổi. Tôi ước mơ có được một cái món canh nào đó để tôi húp một bữa cho nó đã thử coi. À, canh cải, con cũng thèm canh cải. Cái gì mà cải? Cái gì mà cải? Bà đừng cãi tôi à. Canh cải, nó làm sao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được hả? Cái canh cải lỡ mà nấu có con sâu chúng nó thì sao hả? Sâu cái gì? Lúc nào ông cũng làm chủ hết. Tôi mời đến bất cứ món ăn trong gia đình tôi quyết định hết, bà không được quyền canh cải. Ông làm chủ hoài à, bây giờ tôi phải làm chủ, không cho kẻ ông tôi ra ngoài tôi ăn. Thôi, hiểu rồi. Trời ơi, từ ngày tôi lên ở nhà của mấy người, có một món cho tôi ăn hoài, cái bệnh nhức đầu của tôi nó còn bị nhiều hơn nữa, chứ không có tiên giảm được miếng nào hết trơn á. Ông thấy chưa? Ba món này rồi còn tối ngày anh chị cứ cãi lộn hoài, làm sao tôi chịu nổi. Ông này bà! Thôi, tại ông! Tôi về với vợ tôi cho nó chắc cú. Đó, thấy chưa? Thôi. Bà làm sao để cho tí bỏ nhà đi kìa? Ông bỏ nhà ông làm cho tí bỏ đi chứ không phải tôi. Ừ, có thèm gì nói chú Tài Tài nấu cho. Nhưng mà uống bia rượu uống ít thôi nha, uống nhiều có hại nha, nghe không? Dạ, không sai không gì chú Tài ơi. Không sai gì ta? Hả? Chú Tài có nhà không chú Tài ơi? Ừ. Chú Tài, đâu vậy? À, ai đầu bóng dữ vậy? Ai? Ôi, làm sao? Tôi nè. Tôi, chú Tài. Ủa? Trời đất quỷ thần ơi, phải anh Sáu không? Sao giờ mình thấy còn có một kìa? Sao làm gì xách đồ đùm đề vậy á? Cái gì? Cái đầu sao? Nhức. Hết hồn nhức, tưởng sức thuốc mọc tóc. Thấy chà chà vô không à? Sao nhức? Đi. Trốn về quê. Thiếu nợ người ta trốn về quê hả? Không có. Chứ sao? Bị đối xử tệ bạc. Trốn về quê. Chị sao đối xử tệ bạc chứ anh à? Hết tuổi anh à? Không phải. Chứ ai à? Con nó đối xử tệ. Nó nín. Về qua thăm anh chút. Về. Biết thôi. Thăm chút mà anh nói rõ tôi nghe. Mà vợ chồng tư lạnh đâu. Mà nào giờ nó sống cũng lành tính lắm mà. Tự nhiên sao đối xử tệ với anh? Bị nhức đầu. Đi lên đấy qua nhà nó nhờ ở trọ rồi chữa bệnh. Nó mấy bữa nay nhóm không có cho ăn gì hết. Trời đất quỷ thần ơi, món thèm không có cho ăn, món tuổi nó thèm nó bắt ăn. Trời. Họ không có thích rồi nó bắt nhìn nó đói. Con cái mà sao bất hiếu cha mẹ dữ vậy? Không lẽ anh quậy quá nó tự anh hả? Quậy rồi nào, không quậy mà sao anh khóc dữ vậy? Anh khóc tủi thân, khóc dữ tủi thân nó không cho ăn, tuổi thân không chứ quậy cái gì? Nó không cho ăn, qua đây tôi cho ăn. Tôi đừng có khóc, trời lớn tuổi rồi. Tôi đâu phải đi xin ăn ở đâu. Trời, tôi đâu có nói xin ăn đâu, không lo, qua đây tôi lo. Nên giỏi thương nè. Trời ơi, nó kiếm tôi. Anh đừng có nói tôi ở đây nghe.
Tại ông hả? Tí mới bỏ đi mà bây giờ ông đổ thừa cho tôi hả? Chú Tài ơi. Chú thấy ba con không chú Tài? Ba mày hả? Giọng của tía. Trời ơi, tía ơi. Nó thấy rồi, tía. Tía ơi. Tía làm gì trốn đây tía? Trời ơi, tía ơi, con kiếm chứ tía muốn chết luôn. Bà thấy chưa? Bà làm cái gì vậy hả? Bà làm lại tía bỏ nhà tôi đi hả? Bà làm cái gì? Ông chứ ai? Tôi tại sao? Ông á mà tía mới bỏ đi chứ phải tại tôi đâu nghe. Bà lo chuyện cơm nước cho gia đình. Bà không lo, bà để con tía đó gì qua quán chú Tài thấy không? Đó cái gì? Ông bắt tôi làm gì đó? Bây giờ tía như vậy đó là do ông không phải do tôi không nghe. Có nhiều lắm. Bây giờ bà biết bà xin lỗi bà. Bà lại xin lỗi tía tôi. Khỏi cần xin lỗi. Đối xử tệ xin lỗi để tôi về tôi sống với vợ tôi. Khỏi cần chữa bệnh chữa biến gì nữa. Ngoan, giỏi chú Tài thương. Mày làm gì ba mày tức tử dữ vậy nè. Con làm gì đâu chú Tài. Chóng kẹo ông khóc mày khóc nín ông dứt luôn à. Tí ơi vợ chồng con có chuyện gì tí xin lỗi cho chú tí về nhà ở tụi con hả tí. Nó qua xin lỗi cái gì nhà ở đó đi. Ừ, về nó bỏ đói không có cho ăn nữa. Về làm gì? Bỏ về tí nói cho. Sáng ăn hộ tàu hũ với nướng tương, chiều nướng tương tàu hũ có nhiều nó làm tới ăn sao nổi. Tí không hiểu vợ chồng con là muốn cho tí là ăn ở nhà cho nó là có vệ sinh an toàn thực phẩm chứ ra đường bây giờ cái đồ ăn toàn con nên vợ chồng mày nín đi tao biết nguyên nhân sao mà tía mày khóc tức tử à. Tao hiểu hết trơn hết trội luôn á. Tại vợ chồng tụi bay không á. Chứ nói sao con không hiểu. Mày đưa cho ba mày ăn rồi ba mày không chịu ăn mày la vợ chồng tụi bay gây lộn nhau rồi ổng nhức đầu. Tao nói ổng không chết vì ngộ độc thức ăn thì ổng cũng chết vì bị suy dinh dưỡng. Mày cho ông ăn đậu hũ nước tương mày cho ăn hoài vậy. Cái đó nó vệ sinh ăn toàn thực phẩm. Tao đồng ý mày là vệ sinh nhưng mà ăn phải có đầy đủ chất bổ trong người. Còn vệ sinh ăn toàn thực phẩm là ăn thua mình mua đúng chỗ, mình mua đúng nơi. Mình rau thì mình ra siêu thị mình mua chỗ nào có bảo đảm chất lượng thì mình mua. Chứ mày cho ba mày ăn nhiều món chứ mày cho không món nó ăn hoài làm sao ông già cả sao không chịu nổi. Bây giờ anh ở đây anh đỡ tôi đi. Dạ. Vô trong tôi nấu món này cho anh ăn. Dạ. Để anh trị cái bệnh nhức đầu của anh. Trời, cái yếu sinh dưỡng mà thấy không ba mày ngồi mà muốn liệt nè thấy không? Cái này là tai biến á. Từ từ á. Con này khỏe mà đâu có gì đâu, tự nhiên ngồi sủi dữ trời. Ngồi tỉnh bơi nha. Đổi. Bây giờ lựa lời nói chuyện ba mày đi. Tí ơi tí, chở vòng con chịu nổi tí. Ôi, khỏi gần. Tí thôi chứ giờ tí xong rồi tí về nhà tí. Không về nữa bị xử tệ không về nữa. Tí ơi đây nè. Món gì nữa dòm kỹ coi món gì để con ăn thử nha chú Tài. Ê gì ăn thử con sợ lỡ tí ăn con ngộ độc con sống sao nổi. Ngộ độc cái gì ngộ độc? Mày ngộ độc cái thần kinh mày thì có đó. Quán tao là quán bốn mùa. Mấy món ăn thuốc tao để dành sẵn trong quán không à. Nhức đầu cảm sốt hay là chóng mặt gì đó là quán tao đồ ăn để đầy đủ hết á. Thành ra ba mày cần cái là tao có tao nấu liền. Yên tâm đi. Bệnh béo phì mày tao chữa còn được. Từ từ đây, muốn kéo đây. Mày muốn chữa bệnh béo phì mày không? Bệnh con cũng chữa được hả chú? Chữa một ngày một à. Chú chỉ ít con chữa đi. Lấy băng keo dán cái miệng mày lại. Chú Tài hả? Chú chỉ con nấu món này đi, nhìn hấp dẫn quá à. Cái món này nghe tôi nói nè, tôi nấu cho ba mấy người ăn nè. Nhất là ăn năm ngọt nè, nghe kỹ rồi về nấu cho ba cho ông già con ăn nha. Dạ. Cái này gọi là canh đầu cá mè. Cá mè hoa đó, cá mè hoa là cái đầu nó bự vậy nè, ngoài Bắc gọi là cá mè hoa. Còn trong Nam mình gọi là cá mè đầu bò. Cái đầu nó bự vậy mà sụn không nè, người lớn tuổi ăn tốt lắm. Tí, từ từ. Đó, cái này nè, con ra chợ con mua cái đầu cá mè, con về con chặt con rửa sạch đi. Dạ. Đúng không? Con rửa sạch con để ráo qua bên. Rồi con ra ngoài chợ cái chỗ tiệm thuốc bắc á, con mua xuyên khung là từ 3g tới 9g. Cái gì chú à, chú không được rồi nghe chú. Cái gì không được? Con nói cái gì chú làm gì cũng được, nhưng cái chuyện mà xuyên khung ba con là con không được. Đúng rồi. Sườn của ba con như thế nào không có được chú. Tự nhiên biểu không có được xuyên khung, đem đồ ăn ra rồi xuyên sao là sao vậy? Cho ăn con mũi rồi rồi. Mày đừng có đụng chạm với người ta dễ tự ai người ta mũi lòng. Nè không phải. Xuyên khung là cái vị thuốc bắc. Còn cái xuyên khung thằng này nói là cái xuyên mà nướng barbecue và cái xuyên nó mua về nướng nó. Mày giống con heo lắm rồi đó. Nướng mày thì có, xuyên khung là cái gì thuốc bắc của người ta, nấu cho nó lên thuốc. Rồi bạch chỉ con mua từ 6g tới 9g là xuyên khung với bạch chỉ. Bạch chỉ là gì thuốc bắc luôn nha. Ba con đâu có bị bệnh chỉ đâu. Bạch chỉ là cái tên của người Bắc.
Nó trụ bị bệnh thủy. Nó trụ. Nó trụ nữa. Này trụ mày mở miệng ra bảy ba này coi coi. Nè nhìn rồi giỏi thưa. Đó, mua hai thứ vị thuốc bắc đó là xuyên khung từ 3 đến 9 gram, bạch chỉ từ 6 đến 9 gram. Con về bỏ trong cái dãy mùng. Cái gì? Bỏ vậy. Bỏ vô mùng, bỏ. Trời ơi, ngủ ba con ngủ mùng không quen. Ông phải lạnh cái lạnh. Chắc nó ở dưới quê ngủ. Một hồi là bỏ vào xuống ao á. Ngủ ở dưới quê ngủ mùng, tự nhiên giờ lên đây không cho ngủ mùng. Không phải là bỏ vô dãy mùng mấy cái vị thuốc bỏ vô mùng mùng mình lấy dây chỉ mình buộc lại. Buộc lại mình bỏ vô nồi nấu cho nó ra cái vị thuốc. Nó không ra cái xác. Hiểu chưa? Rồi đầu cá mè mình bỏ vô mình đổ nước vừa đủ dùng, mình nấu cho sôi lên, sôi riu lên, cái mình nêm nếm gia vị vừa ăn, ăn thử coi. Đầu cá ăn có xương sụn mình nhai luôn. Cái nước này mình húp. Ăn được liền. Để con thử rồi mày bà. Đâu cho ba mày mày thử làm gì? Ngộ độc. Mày ngộ độc hả? À mày thử đi, mày ăn mày chết ta chịu, mày ăn thử nè. Để. Cái gì vậy? Cái gì? Ngon quá chú Tài ơi. Trời đất ơi. Ngon quá bạn. Nấu đi chợ nấu liền cho tí ăn. Tôi hàng của tôi. Nó. Quay, cổ tía mày. Ông khóc nữa bây giờ đưa qua không? Thôi nên giỏi thương. Giỏi thương. À giỏi thương nên giỏi thương. Ngon. Thèm. Đó. Cảm ơn. Ở ngoài nhìn vô tưởng ba mày con tao không á. Cho ông Nguyễn tôi. Quý Vinh hy vọng là quý vị vừa có những giây phút thư giãn thoải mái cùng với chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng gặp gỡ với hai vị khách mời ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bác sĩ Đông Y Phan Quốc Hưng. Chào Vinh, kính chào quý vị khán giả. Và bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy. Chào Vinh, kính chào quý vị khán giả. Chào bác sĩ. Dạ, thưa hai vị khách mời ngày hôm nay thì chương trình đã giới thiệu đến khán giả của chúng ta một món ăn đó là canh đầu cá mè. Thì thực sự là Thúy Vinh cũng chưa ăn qua món canh này bao giờ, bởi vì ngoài đầu cá mè ra thì còn có kết hợp thêm hai vị thuốc của Đông Y, đó là xuyên khung và bạch chỉ. Thì thú thật là Thúy Vinh cũng chưa biết hai vị thuốc này nó như thế nào cả, không biết là bác sĩ Hưng có thể giải thích thêm được không ạ? Thì đây là một cái món canh ha, thì mình thấy là nó có cái đầu cá mè rất là tốt. Thứ nhất là nó có tác dụng là nó thông huyết ha, nó điều kinh, nó bổ huyết và nó chữa những cái trường hợp như là hoa mắt, chóng mặt, ha, phù tai, thì cái cá mè ăn rất là tốt. Ngoài ra thì nó bổ cho những cái trường hợp mà tỳ vị mà yếu, hư hàn á, lạnh bụng là ăn uống mà đầy bụng khó tiêu, thì cái cá mè nó có tính ấm, nó cũng có tác dụng rất là tốt chữa những bệnh này. Ngoài ra người ta thấy là đầu cá mè nó chữa những cái bệnh, hỗ trợ những cái bệnh lý như là về xoang cũng rất là tốt nè. Rồi mình thấy là trong cái món này thì có hai cái vị thuốc, đặc biệt là cái xuyên khung và cái bạch chỉ. Thì cái xuyên khung là và cái bạch chỉ nó đều có vị cay, tính ấm ha, thì nó có tác dụng là hoạt huyết, điều kinh ha, điều hòa cái kinh nguyệt rất là tốt. Và chỉ thống là nó giảm đau, thì người ta thấy là hai cái vị thuốc này nó kết hợp với đầu cá mè thì nó cũng có tác dụng là nó giảm đau, đặc biệt là những trường hợp mà đau đầu á, nó gọi là đầu thống, hoặc là những trường hợp mà huyễn vận như nãy mình nói của chứng bệnh lý về cao huyết áp thì nó giảm đau đầu, giảm mắt, chóng mặt và nó bổ dưỡng rất là tốt. Còn về mặt dinh dưỡng thì đầu cá mè sẽ cho chúng ta những cái giá trị dinh dưỡng như thế nào ạ? Mình thấy là cái dinh dưỡng của món ăn này nó không phải là thuộc loại cao cấp. Nó tại vì cái đầu cá mè mình nấu ra nước, mình ăn chiếu ra cái nước đó và ăn cái phần thịt cá. Tất nhiên là canh, cho nên mình sẽ ăn thêm với những món ăn khác, chẳng hạn như cơm, với rau, với xào, với khác nữa. Nhưng mà riêng với canh, nước canh thôi thì mình biết rằng khi mình phải ăn được cái miếng thịt trên cái đầu cá đó, hoặc là miếng da cá này này thì nó mới có cái dinh dưỡng ở trong đó. Chứ mình ăn cái phần nước không thì không có những cái dinh dưỡng, và chủ yếu là những cái một số cái vị ngọt hoặc là cái một số hóa chất nó tan ra trong đó thôi. Thì trong cái thịt cá, mình đỡ cái thịt cá trong đầu cá ra mình ăn thì là cái lượng thịt mình, lượng cá mà mình ăn được á, thì có thể là ăn khá nhiều. Chẳng hạn như với bình thường mình ăn cơm với một chén mình ăn 30 gram thịt thì với cá mình có ăn được từ 50 đến 70 gram, chẳng hạn có thể ăn nhiều hơn. Và nó cũng dễ tiêu hóa, cho nên là đối tượng nào cũng có thể ăn được dễ dàng. Mình ăn kèm với nước canh, mình nấu với ăn với cơm chẳng hạn thì mình nên ăn cùng với phần thịt cá và cái phần da cá thì nó sẽ có thêm một số những chất dinh dưỡng hơn. Dạ, vậy không biết là đầu cá mè thì ngoài chế biến món ăn này ra thì chúng ta còn có thể chế biến món ăn gì khác nữa không bác sĩ Hưng? Thì mình có thể làm hấp ha,
đó em có thể mình hấp cũng được, hoặc nếu không ăn cá mè thì mình có thể ăn cá hầu mình thay thế, và những cái vị thuốc khác nó có thể nó dễ kiếm hơn là cái thiên ma nè và cái cúc, cái bông cúc á, thì mình có thể mình nấu thì nó cũng có tác dụng là nó chữa những cái trường hợp mà đau đầu, hoa mắt, chóng mặt rất là tốt, hoặc là những cái người mà lớn tuổi mà cái suy giảm trí nhớ thì ăn cái đầu cá mè cũng rất là tốt. Tại vì trong cái thành phần cái thịt cá mè thì nó cũng có chất sắt để mà bổ máu ha, thì nó sẽ giúp đỡ cái trường hợp mà thiếu máu đây, hoa mắt, chóng mặt. Rồi trong cái thịt cá thì nó không có nhiều, không có cái bị mỡ ha, cho nên là mình sẽ tốt trong những cái trường hợp mình ăn số lượng nhiều là mình không có sợ tăng mỡ máu hay những cái đối tượng khác chẳng hạn. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời. Và thưa quý vị, đặc biệt là các bà nội trợ, hãy cùng chú ý món ăn này để bất cứ một thành viên trong nhà của mình nếu như có bị chứng đau đầu thì chúng ta hãy thực hiện ngay món canh đầu cá mè để thích đãi những người trong gia đình nhé. Còn bây giờ thì chương trình Quán Bún Mùa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.